Xin chào tất cả mọi người đang xem cái video này của Xuyến. Hôm nay thì Xuyến rất là vui khi được kể cho mọi người một cái câu chuyện. Và cái câu chuyện này thì nó vô cùng đặc biệt, nó chỉ dành cho những người đặc biệt mà thôi. Cho nên là Xuyến rất là chúc mừng những ai mà đang xem cái video này nha. Trước đây thì cuộc sống của Xuyến cũng gặp khá là nhiều bất ổn. Tuy nhiên rất là may mắn khi mà mình được biết tới cái câu chuyện này thì cuộc sống của mình nó đã thay đổi theo một cái chiều hướng vô cùng tích cực. Chính vì vậy mình cũng mong muốn lan tỏa cái câu chuyện này đến với nhiều chị em, giúp cho mọi người có một cái cuộc sống mà bình an hạnh phúc hơn. Trong quá trình kể chuyện á, thì sẽ có một số câu hỏi vô cùng đơn giản, các chị em vui lòng tương tác giúp Xuyến nha. Và cái câu chuyện mà Xuyến sắp kể cho mọi người nghe nó bắt đầu từ cái vận này. Mọi người có thể cho Xuyến biết trên tay Xuyến đang cầm cái gì không? Là một cây bút đúng không nè. Giả sử như bây giờ có một cái chú chó nhỏ ngoài kia chạy vào và Xuyến quơ quơ cái vật này trước mặt chú chó, thì chú chó sẽ làm gì với cái vật này ạ? Chú chó sẽ gặm đúng không nè. Vậy thì chú chó có nhìn thấy đây là cây bút không? Không, chú chó không nhìn thấy đây là cây bút. Vậy thì chú chó nhìn thấy đây là cái gì ạ? Có thể là đồ chơi hoặc là một cái cục xương đúng không nè. Vậy thì cùng một cái vật này thôi, nhưng mà con người thì nhìn thấy đây là cây bút, còn con chó thì nhìn thấy đây là đồ chơi hoặc là cục xương. Vậy thì trong trường hợp này ai đúng? Chính xác là cả hai đều đúng, ai cũng đúng với thế giới quan của họ đúng không nè. Chính vì vậy mà ở đây mình rút ra được một cái bài học là cần phải tôn trọng thế giới quan của người khác, bởi vì ai cũng đúng với thế giới quan của họ. Rồi giả sử như bây giờ Xuyến đặt cái vật này trên mặt bàn, giả sử như đây là cái bàn và Xuyến đặt cái vật này trên mặt bàn, bây giờ Xuyến đi ra ngoài, tất cả mọi người đi ra ngoài hết, con chó đi ra ngoài luôn, và trong căn phòng này không có ai hết, Xuyến tắt đèn tối hu luôn. Vậy thì trong cái căn phòng tĩnh lặng này nè, cái vật mà Xuyến đã đặt nó trên mặt bàn lúc này nó là cái gì? Nó không là gì cả, nó là chính nó. Thì cái việc nó không là gì cả hay là nó là chính nó, theo trí tuệ cổ xưa gọi đây là tính không. Tính không không có nghĩa là đen thui, tối thui, trong suốt, hay là ngoài bầu trời trong xanh kia không có gì, mà tính không có nghĩa là tính tiềm năng vô hạn của mọi vật. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu xem cái tính tiềm năng này được thể hiện như thế nào nha. Giả sử như khi cái cửa mở ra, Xuyến là người đầu tiên bước vào phòng và Xuyến đi tới cái bàn, Xuyến nhìn lên cái bàn. Nhìn lên cái bàn và Xuyến thấy cái vật này. Vậy thì lúc này cái vật này nó trở thành là gì đối với Xuyến? Nó là cái bút đối với Xuyến đúng không nè. Một trường hợp khác, khi mà cánh cửa mở ra, chú chó nhanh chân chạy vào và chú chó nhảy lên bàn nhìn vào cái vật này, thì lúc này cái vật này nó trở thành là gì đối với chú chó? Nó trở thành đồ chơi và cục xương đối với chú chó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp một câu hỏi tiếp theo. Khi mà cánh cửa mở ra, ví dụ nha, khi cánh cửa mở ra, Xuyến ẵm chú chó trên tay đi vào trong phòng, và ngay cái khoảnh khắc mà cả Xuyến và chú chó cùng nhìn vào cái vật để trên bàn, thì lúc này cái vật này nó trở thành cái gì? Nó trở thành cả hai đúng không nè, vừa là cây bút đối với Xuyến, vừa là đồ chơi hoặc là cục xương đối với chú chó. Vậy thì mình sẽ thấy nè, cùng là một cái vật này thôi nhưng mà có lúc nó không là gì cả khi mà không có ai tương tác với nó. Khi mà có con người tương tác với nó trở thành cây bút, khi mà có con chó tương tác với nó trở thành đồ chơi hoặc là cục xương, và khi cả hai cùng tương tác với nó thì nó sẽ đồng thời trở thành cả hai. Vậy thì ở đây mình thấy là mọi vật, mọi việc nó đều có tính tiềm năng vô hạn. Rồi, bây giờ xin hỏi một lần nữa, trên tay xin có phải là xin đang cầm cây bút không ạ? Vậy thì cái cây bút này nè, nó đến từ phía nó cho chúng ta nhìn thấy nó là cây bút, hay là nó đến từ phía chúng ta cho chúng ta nhìn thấy nó là cây bút? Chính xác là nó đến từ phía chúng ta, bởi vì nếu như nó đến từ phía nó cho chúng ta nhìn thấy nó là cây bút, thì con chó cũng sẽ nhìn thấy nó là cây bút. Đúng không nè? Nhưng mà con chó có nhìn thấy nó là cây bút không? Không, con chó chỉ gặm mà thôi. Nếu như mà con chó nhìn thấy nó là cây bút thì con chó cũng sẽ dùng để viết thư tình cho cô bạn gái của nó, và có thể là nó khen: "Ồ, cái đùi của em đẹp quá." Vậy thì tới đây
À, các chị em hãy cho Xíu Mận cái bàn tay xinh đẹp của mình đặt lên phần tâm trí của mình và luôn luôn nhắc nhở mình mọi việc đến từ mình, mọi việc đến từ mình. Nghe tới đây ấy, thì mọi người cảm thấy rất là vui rồi đúng không? Mọi việc đến từ mình, cho nên là mình sẽ có mọi thứ mình mong muốn trong cuộc sống này. Vậy thì bây giờ bằng những cái năng lượng tích cực, bằng năng lượng tích cực, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để cho cái vật này trở thành viên kim cương nha. Cây bút trở thành viên kim cương, kim cương, kim cương. 1, 2, 3, mở mắt ra. Wow. Xíu vẫn nhìn thấy đây là cây bút. Mọi người thì nhìn thấy đây là gì ạ? Vẫn là cây bút. Vậy thì có gì mâu thuẫn ở đây? Mình vừa nói với nhau là mọi việc đến từ mình. Bây giờ mình muốn đây là cây bút, mình muốn đây là viên kim cương, nhưng mà nó vẫn là cây bút. Vậy thì có gì mâu thuẫn không? Thật ra thì không có gì mâu thuẫn ở đây hết. À, khi mà mình nhắm mắt lại thì trong tâm trí của mình nó sẽ có vô vàn những hạt giống đang vận hành. Và khi mình mở mắt ra, mắt mình tương tác với cái vật này, thì cái hạt giống về cây bút nó đủ đầy nhất, cho nên nó phóng chiếu, nó ép ta nhìn thấy đây là cây bút và không thể là viên kim cương. Vậy thì để có được những điều mình mong muốn trong cuộc sống, mình cần phải làm gì? Mình không thể ngồi đó mong cầu hay nguyện ước, mà mình phải thông qua gieo trồng hạt giống. À, qua cái câu chuyện vô cùng đơn giản, tuy nhiên nó hàm chứa rất là nhiều bài học sâu sắc khác nhau. Riêng đối với bản thân Xíu thì Xíu rút ra được 4 bài học quan trọng. Bài học thứ nhất là hãy tôn trọng thế giới quan của người khác. Mỗi người luôn đúng với cái thế giới quan của họ, cho nên mình cần tôn trọng thế giới quan của họ. À, không cần phải cãi đúng hay sai, ai đúng ai sai. Mọi người đều đúng luôn, đều đúng với cái thế giới quan của họ mà. À, khi mà một người nào đó có thế giới quan khác với mình, thậm chí là trái ngược với mình, thì mình hãy biết ơn họ vì họ đã cho mình thêm một cái góc nhìn mới mà mình chưa nhìn thấy. Khi đó mình sẽ tránh được những cái cuộc tranh cãi không cần thiết. Và khi mình tránh cái sự tranh cãi thì cuộc sống mình nó sẽ trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn, đúng không nè? À, bài học thứ hai đó là bài học về tính không. Tính không hay là tính tiềm năng vô hạn của mọi vật. À, thì khi mình hiểu về bài học tính không, mình sẽ không còn dán nhãn cho bất kỳ ai xung quanh mình, con cái mình, hoặc là bản thân mình có thể trở thành rất là nhiều điều, đúng không? Cho nên là mình cho phép mình có những cái nắm bắt những cái cơ hội mới, biết đâu đó là cũng là một mình có thể làm được nhiều thứ hơn mình nghĩ. Bài học số 3 đó là bài học về mọi việc đến từ mình và mình chịu trách nhiệm 100% với những gì xảy ra trong cuộc sống của mình. Trước đây thì Xíu hay vẫy tay ngược, nhưng mà bây giờ vẫy tay ngược có nghĩa là con chó cũng sẽ nhìn thấy đây là cây bút đó. Con chó cũng sẽ viết thư tình cho cô bạn gái của nó bằng cây bút này. Vậy thì hoàn toàn nó không không đúng, đúng không? Tại vì nếu như mà ở đó giờ đâu có con chó đâu bao giờ viết thư được. Cho nên á, mình có một cái thế giới đúng đắn là mọi việc đến từ mình chủ động và mình chịu trách nhiệm, mình làm chủ cuộc đời của mình. À, ba bài học thứ tư đó là hạt giống. Mình có thể có được mọi thứ mình mong muốn, tuy nhiên không thể thông qua mong cầu hay nguyện ước, mà phải thông qua gieo trồng. Và mình có cái sẽ gieo trồng bằng cách nào? Đó là nó sẽ có ba con đường: suy nghĩ, lời nói và hành động. Ví dụ như đây là khu vườn tâm thức của chúng ta. Khi mà xuyên ấn vô một cái thì nó sẽ để lại một cái dấu ấn, đúng không? À, khi chúng ta suy nghĩ, chúng ta nói, chúng ta hành động, nó đều để lại những cái dấu ấn. Và nó cứ lặp đi lặp lại, đến một lúc nào đó cái dấu ấn này nó đủ đầy, cái hạt giống đủ đầy, thì nó sẽ phóng chiếu ra cho mình nhìn thấy cái điều mà mình mong muốn. Chính vì vậy mà mình mong muốn cái điều gì, mình hãy gieo trồng cái điều đó. Và khi mà Xuyên biết được cái bài học này thì Xuyến luôn luôn kiểm soát những suy nghĩ, lời nói và hành động của mình, bởi vì những cái dấu ấn tốt thì sau này mình sẽ nhìn thấy được những cái điều tốt, còn dấu ấn xấu thì mình sẽ nhìn thấy những cái điều xấu, đúng không nè? Cho nên là mình luôn luôn kiểm soát những cái hạt giống của mình, luôn luôn gieo ra những cái điều tốt đẹp, những cái điều thiện lành. À, và cái việc gieo trồng này nó cũng tuân theo cái quy luật của tự nhiên, đó là có gieo có gặt, không gieo không gặt, gieo gì thì gặt nấy, và hạt nhỏ thì cây to. À, và người thầy lớn của Xuyến thì cũng có dạy là mình cần phải kể cái câu chuyện này ít nhất là 3.000 lần
cho những người khác để giúp họ có những cái hạt giống về thế giới quan đúng đắn. Và khi mình mỗi một lần mình kể là mỗi một lần mình gieo hạt, khi hạt giống đủ đầy nó sẽ quay trở lại với mình và nó giúp mình có một cái thế giới quan đúng đắn và cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Và Xuyến cũng xin phép hồi hướng cái câu chuyện này đến tất cả những người thân yêu của mình. Tất cả hồi hướng, Xuyến xin phép hồi hướng cho ông bà tổ tiên của mình. Rất là biết ơn mọi người đã cho phép Xuyến có thời gian để mà gieo hạt câu chuyện này đến với mọi người. Chúc cho mọi người nhiều sức khỏe và bình an ạ.